Như vậy, thầy cho mình đã hoàn thành xong việc ôn tập lại các thì tương lai. Bây giờ, chúng mình hãy cùng chào đón một kiến thức ngữ pháp hoàn toàn mới đối với các con. Đó chính là câu gián tiếp. Reported speech. Đây là một kiến thức vô cùng quan trọng, nhưng khóa nào các anh chị cũng đều mắc những lỗi sai như nhau. Vì vậy, chúng mình hãy lắng nghe thật kỹ và thầy hy vọng rằng các con sẽ không mắc lại những lỗi sai như vậy nhé. Thầy có ví dụ sau. I have a new car thầy gọi đây là một câu trực tiếp vậy nếu thầy muốn truyền đạt lại thông tin của câu nói vừa rồi tới những người khác thầy sẽ nói thế nào he said he had a new car. thầy gọi đây là một câu gián tiếp vậy theo các con thế nào là câu trực tiếp và thế nào là câu gián tiếp câu trực tiếp là câu mà mình sử dụng lại chính xác những từ mà người khác nói và dùng dấu ngoặc kép để trích dẫn lại chúng ở ví dụ này các con thấy thầy đã sử dụng lại chính xác những từ mà người bạn vừa nói và cùng với đó thầy đã sử dụng hai dấu ngoặc kép ở đầu và cuối để trích dẫn lại chúng còn câu gián tiếp là câu mà chúng ta muốn truyền đạt lại ý của ai đó nhưng với một vài sự thay đổi và không còn dấu ngoặc nữa ở đây ví dụ thứ hai thì lúc này các con thấy đã không còn dấu ngoặc kép nữa và đây chính là một câu gián tiếp với một vài sự thay đổi ở chủ ngữ và động từ và sự thay đổi đó diễn ra như thế nào chúng mình hãy cùng theo dõi và nhớ những gì thầy giảng sau đây nhé đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi các ngôi trong câu ngôi ở đây bao gồm đại từ nhân xưng làm chủ ngữ pronoun đại từ sở hữu ở tân ngữ objects và tính từ sở hữu possessive adjectives đối với chủ ngữ là đại từ nhân xưng chúng ta sẽ thay đổi i sang he hoặc she we chuyển thành they và you chúng ta có thể chuyển là i hoặc he hoặc là she đối với đại từ sở hữu ở tân ngữ chúng ta sẽ chuyển me từ câu trực tiếp sang him hoặc her us chuyển thành them còn với tính từ sở hữu chúng ta sẽ chuyển my sang his hoặc her và our sang their hãy cùng thầy đi phân tích một số ví dụ nhé i learn english He said that he learned English. Các con thấy ở đây thầy đã làm động tác thay đổi chủ ngữ là đại từ nhân xưng từ I trong câu trực tiếp sang He ở trong câu gián tiếp. Ví dụ tiếp theo. My mother gives me a present. She told me that her mother gave her a present. Cô ấy nói với tôi rằng mẹ cô ấy đã tặng cô ấy một món quà. À, các con để ý thấy ở đây đã có nhiều sự thay đổi hơn. Thầy đã thay đổi đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thành She thầy cũng thay đổi tính từ sở hữu từ my mother sang her mother, mẹ của tôi thành mẹ của cô ấy. Và đại từ sở hữu me ở trong câu trực tiếp thầy cũng đã chuyển thành her. Các con hãy lưu ý kỹ bảng trên nhé. Sự thay đổi tiếp theo cũng là sự thay đổi quan trọng nhất, đó chính là thay đổi về thì của động từ. Các con hãy cùng theo dõi bảng sau. Nếu như ở trong câu trực tiếp động từ của chúng ta đang ở thì hiện tại đơn thì khi sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ đơn. Ví dụ: I like ice cream. She said that she liked ice cream. Nếu như động từ ở câu trực tiếp đang ở thì hiện tại tiếp diễn thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ tiếp diễn. I am living in London. She said that she was living in London trường hợp tiếp theo nếu ở câu trực tiếp các con bắt gặp động từ đang ở thì hiện tại hoàn thành thì sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành trường hợp tiếp theo nếu động từ đang ở thì quá khứ đơn thì khi chuyển sang câu gián tiếp các con có thể giữ lại vẫn ở nguyên dạng thì quá khứ đơn hoặc chuyển thành dạng ở thì quá khứ hoàn thành ví dụ I bought a car. Chúng ta có thể viết lại câu này ở dạng thì quá khứ đơn là She said that she bought a car. Hoặc lùi về thì quá khứ hoàn thành. She said that she had bought a car. Nếu ở trong câu trực tiếp, các con thấy động từ ở dạng will hoặc shall cộng với một động từ ở đằng sau, thì khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ chuyển thành would. I'll see you later. She said that she would see me later nếu ở câu trực tiếp chúng ta có can hoặc could cộng với một động từ khi chuyển sang câu gián tiếp sẽ là could. I can speak perfect English. She said that she could speak perfect English. và cuối cùng nếu các con bắt gặp may hoặc might cộng với một động từ thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành might. I may be late. She said that she might be late. nếu như các con tinh ý thì các con có thể nhận ra là khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì các động từ được lùi đi ngược lại trở lại quá khứ một thì và sự chăm chỉ của các con quyết định đến sự thành công trong việc chinh phục kiến thức ngữ pháp này. Và một sự thay đổi cuối cùng cũng quan trọng không kém, đó chính là chúng ta sẽ phải thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Chúng ta sẽ chuyển từ now, bây giờ thành then, here, ở đây thành there this hoặc these chuyển thành that hoặc those today hôm nay thành that day yesterday ngày hôm qua thành the day before hoặc the previous day last year năm trước chuyển thành the year before hoặc là the previous year tonight tối nay chuyển thành that night tomorrow ngày mai chuyển thành The following day hoặc The next day. Next month tháng sau chuyển thành The following month hoặc là The next month và cuối cùng là Ago chuyển thành Before có lẽ chính vì nhiều sự thay đổi này nên các con thường hay mắc lỗi sai nhưng các con cũng đừng lo ngại nhé bởi vì mình chỉ cần bình tĩnh thực hiện những điều thầy nói thì chắc chắn các con sẽ chinh phục được thành công kiến thức ngữ pháp này vậy làm thế nào để các con có thể chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp một cách chính xác nhất đầu tiên các con sẽ bỏ cho thầy hai dấu hoặc kép đi sau đó các con hãy xác định cho thầy thì thời của động từ trong câu sau khi xác định được thì rồi chúng mình sẽ làm động tác lùi thì của động từ đi một thì như thầy đã nói với các con ở phần trên và cuối cùng chúng mình sẽ xác định các trạng từ chỉ thời gian và nơi trốn nếu có và thay đổi chúng theo như bảng thầy đã cung cấp cho các con. Hãy cùng vận dụng và làm một số ví dụ nhé. Rahul said, "I will have to reach home by Đầu tiên các con thấy thầy có động từ "will have to reach". Thầy thực hiện đúng việc lùi đi một thì trở thành "would have to reach". Sau đó thầy thay đổi chủ ngữ ở đây từ I sang He, bởi vì Rahul là con trai. Vậy từ đây thầy có một câu gián tiếp hoàn chỉnh là Rahul said that he would have to reach home by 8:30. Chúng mình cùng xem ví dụ tiếp theo nhé. Angel said, I brought a pen yesterday. Các con lại thấy động từ của thầy ở đây là brought, đang ở thì quá khứ đơn. Vậy thầy làm động tác lùi đi một thì, trở thành quá khứ hoàn thành, had brought. Tiếp theo, thầy chuyển chủ ngữ ở câu trực tiếp từ I sang she bởi vì Angel là con gái. Và cuối cùng, thầy chuyển trạng từ chỉ thời gian từ yesterday chuyển thành the day before. Vậy, với ba sự thay đổi vừa rồi, thầy có một câu gián tiếp hoàn chỉnh là Angel said that she had bought a pen the day before. Bây giờ, các con hãy cùng thầy làm thêm một bài tập nữa để nắm chắc hơn phần kiến thức vừa rồi nhé. Các con hãy viết lại các câu sau thành câu gián tiếp. Chúc mừng các con đã trả lời chính xác. Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Câu số 1, các con để ý ở đây chúng ta có động từ chính là will send. Vậy khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành would send. Câu số 2, we have bought a new car. Các con thấy động từ chính của chúng ta ở đây là have bought đang ở thì hiện tại hoàn thành. Vậy khi chuyển sang gián tiếp, chúng ta sẽ lùi thành thì quá khứ hoàn thành. Had bought. Câu số 3. You failed your art exam. Ở đây động từ failed của thầy đang ở thì quá khứ đơn. Vậy các con có thể chọn lùi về thí, quá khứ hoàn thành hoặc giữ nguyên chúng ở thì quá khứ đơn. Câu số 4. You look nice. Động từ look của thầy ở đây đang ở thí, hiện tại đơn. Vậy khi chuyển về câu gián tiếp, chúng ta sẽ lùi đi một thì thành quá khứ đơn looked. Câu số 5, we are going ice skating. Các con thấy động từ của thầy ở đây là are going, ở thì hiện tại tiếp diễn. Vậy khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ lùi quá khứ đi, một thì chuyển thành quá khứ tiếp diễn, were going. Như vậy ở bài học A closer look 2, các con đã được ôn tập lại về các thì tương lai các con cũng đã được làm quen với một kiến thức vô cùng quan trọng, đó chính là câu trực tiếp, gián tiếp. Trong đó con nhớ khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp phải lưu ý kỹ những sự thay đổi liên quan đến ngôi, thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn trong câu. Về nhà các con hãy xem lại bài và chăm chỉ luyện tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn